Hello các bạn ơi, bạn Bo nhặt được rất là nhiều đồ chơi nha các bạn. Bên đây có con voi với con bò nè, đang đứng nhìn bạn Bo chơi nè. Bò chơi đây và con voi sẽ nằm ở đây. Ồ, con voi có cái ngà rất là dài luôn nè các bạn. Chiếc xe đồ chơi của Bo kìa. Bây giờ Bo sẽ đi tìm đồ chơi nha các bạn, xong rồi sẽ quay lại con bò với con voi này sau nha. Nhảy qua bên kia đi, nhảy qua lắm, nhanh lên. Đây nè. Ủa trên dưới đây nè. Ơi hai chiếc luôn, một chiếc xe với một chiếc máy bay luôn. Để cho coi. Đây là một chiếc xe tải. Còn đây là một chiếc máy bay trực thăng. Máy tải này cho bánh nè. Ủa chiếc này cũng chạy bánh đào luôn nè các bạn ơi, nó xây luôn nè. Đã quá. Đây là nhiều đồ chơi lắm rồi đó nha. Đây coi chiếc trực thăng này coi. Wow, chiếc thăng chạy bánh đào luôn nè, có cánh. Wow. Đấy kìa. Bên đây có một con voi. Con voi mà nó bị gãy sừng rồi các bạn ơi. Ủa con trâu chứ. Con trâu nó bị gãy sừng rồi. Nó bị sút pin ra luôn rồi, không còn pin nữa. Đây là một cái vòng quay nè các bạn ơi, vòng quay có chiếc xe nữa nè. Đây đó, lượm chiếc xe này lên đi. Lượm chiếc xe này nè. Đây nè bạn ơi, bên đây nè. Bên đây một vòng quay này rất là nhiều đồ chơi luôn. Đây nè. Một chiếc xe này là xe gì vậy? Chiếc xe này có cái thang nữa nè các bạn ơi. Nè bó dài lắm nè, thấy không? À, nó quay nè. Thấy không? Dài hòn luôn, cao luôn nè, cao gần bằng bé Bo luôn nè. Quá dữ luôn một chiếc xe này nữa nha các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ để trong cái bọc nha. Rồi đi qua đây nè Bo, đi qua đây nè. Rồi Bo rất nóng luôn rồi. Thôi đừng có dọc nước, đội đi đi, Bo đội gì đi. Kìa, bên kia có nhóc đồ luôn, Bo lên. Trời ơi, có cây súng đó nè. Có súng nè Bo ơi, lượm cái súng lên đi. Đỉnh cái súng lên. Đây nè, một cái súng nha các bạn ơi. Một cái súng này để coi coi. Wow, cái súng đã lắm à. Bơm này, có đồ bơm đó nè các bạn. Để ra bơm ra nó bắn nước ra nghe. Đây à. Ủa sao nó không ra nước? Chắc chưa đủ hơi á các bạn ơi. Ủa nó hết ra nước rồi. Ý nè. Bắn xa sợ luôn à. Tút kia luôn. Ồ, cái súng này rất là đẹp luôn nha các bạn. Thì là mình phải dặn cái này ra nè, mình dặn cái này ra mình bắn mới được, không thôi là nó không ra nước. Chiu. Rồi để vô bọc luôn. Ở bên kia kìa, bên kia có một chiếc xe nữa kìa boy này. Một chiếc xe này là xe gì vậy? Lượm xe lên. Ừ, đưa đây cho cha. Wow, một chiếc xe bồn nha, xe chở nhiên liệu nha. Rồi bánh nữa nè. À cái bánh nó chạy bằng bánh đà nha các bạn ơi, nó có 6 bánh. Đó, cho Bo một chiếc xe nữa. Này bên đây cha có một chiếc nữa nè. Nhóc luôn nha. Đây là một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe đổ bê tông. Này Bo ơi, được chiếc đó nè. Cầm đi để bọc nha, rồi đem về nhà nha. Quá tràn đồ chơi luôn rồi nè, một bọc bự luôn rồi nè Bo ơi. Trời ơi kìa, bên kia có một con vịt nữa, đi đi. Đi qua bên kia bắt con vịt. Đi đi. Lấy con vịt bơi. Nhanh lên. Nè. Trời ơi con vịt bự quá Bo ơi. Wow, chụp vịt để cho bọc nè. Trời ơi, đã quá. Ừ. Con vịt này là con vịt mà vịt hơi nè, vịt hơi như hiều luôn các bạn ơi. Vịt hơi như hiều luôn nè, bóp kêu nữa nè. Đã nè, cái mỏ nó màu đỏ nè. Ừ, rất là bự luôn, bự bằng cái Bo luôn nè. Rồi, bây giờ Bo đi qua bên kia coi Bo còn không Bo ơi. Nè một bọc bự lắm rồi nè các bạn ơi. Bọc bự chập bá lửa luôn. Nè Bo ơi, Bo ơi. Qua đây nè. Ở đây có nhiều đồ gì? Nhiều cái này để mình sảy nè các bạn. Nhảy lên đây mình ngồi mình sảy nè. Ôi đây. Ôi lụm. Á chẹn luôn rồi, cái này cái gì đây? Cái này cái gì vậy? Ôi để cho lấy cái bọc cho Bo nha. Nè, để vô bọc Bo lên. Để vô bọc. Nè. Rồi, để vô. Một con, hai con. Để vô hết luôn. Này cũng có 10 con luôn á bạn ơi, 8-9 con luôn á. Cái này là để mình chơi bowling nè các bạn. Nè, cái mặt của nó nè. Mặt của nó là hình con mèo nha, màu này màu cam. Rồi, để vô. Bạn Bo lụm nhanh lên đi. Bo lụm về nhà chơi đã luôn bạn Bo ơi. Bạn Bo dục gì lắm luôn á nha. Đây bạn Bo nhặt được chơi này, ở vòng vòng đây có nhiều công viên, nhiều con vật này bạn, con gà đấy, có một cái siêu nhân nữa nè Bo.
siêu nhân, mình siêu nhân cho vô bọc luôn. Ừ. Rồi để vô bọc đi ba, để vô bọc đi rồi mình đi tiếp nè. Đây để mình đặt lên nhà này. Đây là cái này để mình chèm ném nè các bạn, mình cầm đây mình ném nè. Nó có ba cái lỗ mình cầm mình ném á. Bo. Đây là hai trái này vô. Còn không bo còn không? Cười bên trứng còn một con nữa kìa. Để một con nó vô luôn. Rồi. Nè để vô. Ê, bên kia có nó kìa boy, bên kia có một con Doraemon nè. Nè bó, bên đây nè. Nè bó. Ô, cái này là hình Doraemon nha các bạn. Nè bó ơi, bỏ để vô bọc đi rồi mình đi qua bên kia nữa. Còn cái này còn rộng lắm, còn nhiều chỗ lắm bơi. Nè, nãy giờ được bao nhiêu rồi các bạn ơi. Một bọc này nè, với một bọc này nữa nha. Kìa con boy đâu vậy? Ôi kìa kìa, hay con boy thấy cái gì rồi? Con boy thấy con gì rồi? Đây là con gì vậy? À đây là con bạch tuộc. Con bạch tuộc các boy, để vô bọc đi bơi. Nè, ở đây có cầu trượt nữa nè. Hồi nữa mình lấy đồ chơi, mình lên cầu trượt mình chơi luôn các bạn ơi. Bố bò lụm bò tuột, bố bò chơi luôn rồi. Đây, một chiếc xe nữa nè bé bơi. Ôi, xe này xe dữ nè, xe này xe điện, xe này là chắc. Để coi đây. Bò chơi con bò tuột kìa các bạn ơi. Wow, bên kia có nguyên một bầy luôn kìa. Để mình coi chiếc xe xong rồi mình qua nha. Nè, chiếc xe này nè. Bò chạy bên kia đi, bò chạy bên kia lụm trước đi, hồi chạy qua. Wow, chiếc xe này là nó xe chạy bằng pin nè các bạn ơi. Nè nó đang chạy nè. Đã luôn cái ba lụm được chưa? Đã luôn ba lụm được cái gì vậy ba? Ba mấy con vịt, mấy con vịt. Đây là xe này nó biến hình luôn các bạn ơi. Wow. Kìa bên kia có nó kìa. Đồ chơi quá trời luôn rồi. Giờ mình lụm cái xe này mình để vô trước đi. Nè để vô bọc, để vô bọc. Trời ơi. Rồi con vịt nãy con lụm đâu? Để vô. Ôi con bạch tuộc nè, quá trời luôn rồi. Này, con vịt này là con vịt gì vậy? Ở chỗ này nhiều lắm nè các bạn ơi, trên đó có vịt nữa kìa. Đây nữa nè, bên đây là khủng long, đó là khủng long. Nè bây giờ mình bỏ để con vịt này vô trước. Ô vịt này kêu bự quá. Nè một con, để vô ơi. Để qua bên đây coi, trên kia coi, trên kia là hai con vịt nữa nè. Hai con vịt này là màu gì vậy? Có màu trắng, một con màu vàng. Các bạn, con vịt này nó có cái dây cót nữa nè. Để mình vặn cái dây này ra nha. Quặn cái đó nó chạy nè, cho nó nằm đây đi, mình dặn thêm con này nó cho hai con này nó chạy lượt luôn. Đó, một con màu trắng, một con màu vàng nha các bạn. Nè, coi nè, coi hai con nó chạy nè. Đã chưa, dính này hai con nó dính vô nhau luôn rồi. Đó, nó chạy nè, bơi, nó chạy nó dính vô luôn rồi, bơi nè. Kìa, bo lụm được cái gì nữa rồi kìa các bạn ơi. Đây, cắt cái này vô đi, bên kia có gì rồi. Đây, dịch này dịch nhập ự nè. Dịch này dịch kêu, dịch hơi nha. Bo lụm được cái gì vậy? Để cho coi ấy. Đây là cái bông. Đây là cái bông, còn cái này là cái gì? Là con cá sấu. Cá sấu có cái dây cót này các bạn ơi, để thử dây nha các bạn ơi. Nè, để con cá sấu chạy nha. Cái sáo chạy lại miếng khủng long luôn, miếng khủng long luôn. Rồi lụm cái sáo này bỏ vô đi. Một bọc bự quá chèn luôn rồi. Cái là cái bông mặt trời. Nguyên một bầy khủng long luôn các bạn ơi. Có khủng long cổ dài nè. Khủng long này là khủng long gai nè. Khủng long này hai khủng long bạo chúa nè, hai khủng long bạo chúa đang cắn lộn nè. Nhiều luôn. Đây là khủng long gai luôn nè. Một bầy khủng long luôn. Wow. Rồi con này là hai con khủng long này khủng long gì đây? Con khủng long này là con khủng long có dây cót nữa nè các bạn ơi. Để cho nó chạy nha. Đây một con. nhảy luôn. Để dặn hai con nhảy lượt luôn nè, hai con chạy lượt luôn. Rồi một con. Một con nhảy, hai con nhảy. Kìa, luôn lụm được con khủng long này nữa đó hả? Này. Té, nó nhảy lên té luôn rồi. Lụm lên. Nó nhảy đảo quá. Coi nhảy đảo quá các bạn nè. Ủa.
tại chỗ này không có thăng bằng các bạn ơi, cái này nó bị phải cái mặt bằng nó bằng nó là nhảy nó không có té, còn đây dễ bị téo à. Rồi cho hai bạn này vô trong bọc luôn, hai bạn khủng long nhảy cót này nè, một bạn khủng long đây bà con mới lụm nè, còn bên đây là cái gì đây, à đây có một con vịt nữa nè, đây bọc luôn. Rồi đây là một con voi, một con voi và một con cua này, con voi nè. Ủa chạy dữ thiệt, chạy nha, dướng này dướng này. Tiếp tục bản cua đây, một bản cua, một bản cua ơi, bản cua, bản cua dây cót luôn nè. Rồi cho bản cua bò xuống đây. Ôi bản cua bò chậm quá. Bản cua, bản cua kêu lớn mà bò chậm quá. Ủa bò mới có được chiếc xe nữa đó hả? Ê, các bạn ơi, bò mới tìm được một chiếc xe cảnh sát nữa nè. Ừ, bò hay quá. Cho vào bọc luôn bơi. Khủng long này, coi xung quanh đây còn đồ chơi không các bạn ơi. Đây là cầu trượt nè, hồi mình lấy xe mình lên trên cầu trượt mình cho nó trượt chơi. Đây nè, trời ơi. Một chiếc xe, một chiếc xe. Một chiếc xe container. Đây một con cá sấu. Wow. Cá sấu găng nè, cá sấu có găng ghê không bạn. Một chiếc xe container. Rồi. Để vô bọc này luôn. Kìa kìa, chỗ ông bao chơi có một con gì nữa nè. Một con sừng rồng, sừng rồng có pin đó ơi. Hello bạn sừng rồng. Nó nói theo luôn, nói hăng bò, hiểu không? Mình tên Bo, xin chào bạn. Rồi ơi, Bo đem về nhà chơi nữa rồi, Bo có đồ chơi này đã luôn rồi Bo ơi. Rồi tắt rồi. Kìa 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 các bạn ơi, ở bên đó có một dãy đồ chơi luôn nè. Ê, một nhóm này là cái gì đây? Một cái đây là chiếc du thuyền nha. Cái đây là chiếc siêu xe mini. Đây là chiếc bóng. Đây là con heo, con cá sấu, con khỉ, con này là con gì đây, con khủng long, đây là Doraemon. Rồi gom một đống này vô bọc luôn. Đây vô bọc nha, trên 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 đập mấy kia lại cho cháu ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lấy xe, hồi nãy mình sẽ lên bên cầu trượt này mình chơi. Ê bọc xe nhặt được đấy các bạn, bây giờ mình lên cầu trượt này mình chơi đã luôn. Bò đứng đây đi nha, cho thả cho con nha. Bò đứng đây nha, đứng ở đây. Nè chụp nè, chuẩn bị. Tiếp tục chiếc xe tiếp theo, bò đứng đó nha. Nè nè nè, coi chừng nè, xích xích ra đằng kia, chụp nè chụp nè. Chết. Thôi xe cho nhiên liệu này cho nó chạy bên đây luôn các bạn ơi. Chạy bên đây là dốc cao này, chạy mới giữ nè. Wow. Phóng lên luôn, phóng lên luôn. Rồi tiếp tục của cái xe này chạy mới, chạy không biết có giữ không nữa. Đi lên trên đây luôn các bạn, lên trên đây thả xuống mới đã nè. Đây. Ê, rồi thả này xuống nữa nha. Đây tiếp tục. Con trâu luôn, cho con trâu trượt luôn. Chế bánh luôn. Rồi hết rồi các bạn ơi. Con nhặt một đống đồ chơi luôn các bạn ơi. Quá tràn nhiều luôn. Xe nè, súng nè, vịt nè, Doraemon nè, khủng long này. Hello các bạn ơi, bạn Bo nhặt được rất là nhiều đồ chơi nha các bạn. Bên đây có con voi với con bò nè, đang coi, đang đứng nhìn bạn Bo chơi nè. Để mình lại đây mình xem nha. Đây. Đó, bò đứng kế bên con bò luôn. Kế bên con bò và con voi luôn nè các bạn ơi. Thấy không, bò chơi trong đó, đó là con bò với con voi đứng ở ngoài này. Thả đi bạn Bo, thả đi Bo. Cho con voi chơi với kìa. Cho bạn voi chơi với kìa. Đó, bò thả xe đó, ô con voi bự quá.